là sẽ đánh với lại Melon. Ê đù, thằng này rui. Bạn trai cũ DD mà đặt nick là Melon. Ok. Ok. Fine. Ừ, luôn. Cái thằng này mà đánh lay thì khỏe lắm. Lay thì khỏe. Lay thì mình siêu khỏe nha. Đánh thằng này chắc phải bích lá xe chích cream rồi. Đánh rồi còn vui mà. Thì nó bá quá cũng không được. Nên đi đuôi control là phải chơi đích này. Chơi cái lá đó mới chịu nổi nó. Oh my god. Top commander dead. Bay điểm. Ủa mình có 4 cái sai chích. Ồ, cảm ơn nha, gọi càng nhiều càng tốt. Gọi càng nhiều càng tốt nha cô bé. Đất cần đánh mày luôn. Ủa, thì mình chỉ 4 tên. Không phải là in base on the way I set the phone. My hand is too full. My turn nữa thôi. Giờ hình quyết đã tới. Glory power.
God mà, dính mà đi God mà đâu nha. Tên này ra bài stream mà đẹp, tên này ra bài stream mà tên sao ra bài cả tên. Oh. Nice. Cái đấy đánh nhàn mà đánh kỹ trời thời. Tên này ra sẽ giết stream mình không? Nói chung là sẽ tin tên này thì nó thần tiện hơn cho mình. Tại tên sao mà ra mà trở thành mình end game luôn. Chết ngộ rồi. Ý chọn sống rồi. À, hai cái 11 đam chết. Trước nha, đừng có đặt hai con này lên trước nha, tại vì nó kích hoạt theo thứ tự, con nào lên trước thì nó sẽ kích hoạt, con này chết thì nó kéo lên, hai con này nổ thì nó cháy. Nếu các bạn vô kệ đặt con này lên, xong rồi đặt hai con này lên nó nổ, xong một con này kéo lên cũng như không, như khô ha. Khi ta xong cái combo nha, phải đặt theo thứ tự như tôi nè. Bye bye Neil. Phải thanh kiều hay là gì đó, thẳng lên. Hello Neil, cái hello Neil cái. Blessings to you. Ôi xem chút mà thua, má nó mà có cái môn phai mình chết rồi. Bye bye anh Neil. Kinh nghiệm là gì? Kinh nghiệm là giữ lại Hammett Jungle. Đó là kinh nghiệm. Kinh nghiệm xưa của mẹ nó máu. Giữ lại Hammett Jungle nha. Cái dần kiếm là kiếm không gà. Đếp này, đếp này trung bình mẹ cỡ tên 10 là sẽ xong. Xong game. Đúng tên 10. Nếu mà mình sẽ update đến tên 10 xong. Đẹp thấy ghê luôn. Wow.
Anh nếu mà nó giữ dùng heo file thì sẽ phí mất 3 đam của con Biromancer. Hiểu không? Năm tên là tới tinh mồi đi luôn. Tên sau là bài chết riêng đây. Tỷ lệ là 50% là bài chết riêng. Má không ra luôn. 50% mà không ra. What the fuck? Ok, thế là mình có hai cái để mình câu kéo rồi. Có hai cái để câu kéo rồi. Thời gian của bài riêng của tôi sao? Thời gian của tôi sao? Tôi sao hốt nguyên đóng vô. Ok, đánh đau một tên ngon rồi. Oh my god! Oh my god! We win again! We win again, man! Oh my god, we win again! Blessings to you. Oh!